Vâng, mến chào quý bà con cô bác, chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh Nhật Nam TV thưa cả nhà. Thưa quý vị khán giả thân mến mình ơi, thì ngày hôm nay Nhật Nam tới một cái câu chuyện, một cái hoàn cảnh thực sự mà nói thì khá là đau lòng, khá là bi thương về ba anh em cậu bé mồ côi cả nhà. Và cái điều đặc biệt trong cái câu chuyện này nè, thì cái cậu Khôi là cái người em út năm nay hiện tại đang học lớp 7 và là cái người duy nhất trong ba anh em hiểu biết có đi học cả nhà. Còn hai người anh còn lại, một người 16, 17 tuổi nhưng mà do bị bệnh bẩm sinh đó cả nhà, bị bệnh chỗ này bẩm sinh nè, nên là rất là khờ khạo và dường như là không biết điều gì hết cả nhà. Theo lời chia sẻ của bà con lối xóm ở khu vực xung quanh đây thì ba cha của ba anh em mới mất trong thời gian khoảng hơn một năm nay, còn mẹ thì bỏ đi theo trai. Với cái gia cảnh mà con cái ba người con mà hai người bị bệnh như vậy đó. Và vâng, để đến được với cái hoàn cảnh của ba cậu bé mồ côi này á, thì nhờ sự trợ duyên của kênh Ẩn Hộ Nghĩa thưa quý vị khán giả. Và trước mặt quý vị khán giả đây là Ẩn. Thôi mình chào Ẩn nha Ẩn. Dạ, chào Nam. Chào quý vị khán giả đang xem kênh của Nhật Nam TV. Ẩn ơi, mình muốn hỏi thăm sâu hơn một xíu nữa là cha của hai bé mất lâu chưa Ẩn? Cha hai bé mất này cũng được 2 năm ạ. 2 năm. Rồi mẹ bỏ đi lâu chưa? Mẹ sau khi cha mất thì mẹ đi theo nhân tình mới. Nhân tình mới, mà điều đặc biệt ở đây thì cái người mẹ là thật sự phải đáng lên án. Mình rất là muốn làm những cái video về những cậu bé này để lên án người mẹ này. Tại vì sao? Tại vì cái dù sao cũng là cái giọt máu của mình sanh ra mang nặng để đau 9 tháng 10 ngày. Nhưng mà nỡ lòng nào khi mà mất đi người cha rồi thì mọi cái tình cảm những cậu bé này nhờ vào người mẹ, nhưng mà sau khi người cha mất, người mẹ lại đi theo một nhân tình mới, hàng ngày đi ngang qua nhà cũng không vô thăm luôn á. Vậy là mẹ vẫn còn ở khu vực địa phương này đó. Đúng, đi ngang qua nhà nhưng mà không vô trong nhà để thăm hôm nay ba đứa con của mình ăn uống cái gì, tụi nó có bệnh hay không, học hành như sao. Nói chung là nói thẳng luôn là bỏ luôn. Vậy là phó mặt cho xã hội luôn ha. Phó mặt cho xã hội. Nhưng mà tôi nghĩ một điều rằng là những cái người mẹ vô tâm như vậy, dù họ có bỏ con đi theo nhân tình hay đi theo ai đó đi nữa thì cuộc sống của họ sau này nó cũng không hạnh phúc đâu. Cái gì cũng vậy, cũng có một cái gọi là một cái lực nhân quả. Đúng rồi. Còn chắc chắn một điều rằng là xã hội sẽ không bỏ rơi những cái người cần sự giúp đỡ, đặc biệt là trong câu chuyện này là bé Khôi là một cái mầm non tương lai. Đúng rồi. Thì nói tới cái câu chuyện là mầm non tương lai thì em sẽ bật mí cho quý vị khán giả cũng như Việt Nam biết thêm. Hiện tại bé Khôi năm nay là 14 tuổi. Nhưng mà điều quan trọng là bé rất là có tài, cô chú anh chị. Tất cả những cái đồ liên quan đến điện tử, như là những cái bóng đèn, những cái quạt, đèn năng lượng mặt trời, những cái máy phát điện là bé sẽ tự chính tay tự tạo ra luôn. Ghê vậy, giỏi vậy ha. Rồi. Bản thân không phải mình nói hơi quá, chứ bản thân riêng bản thân em năm nay 30 mấy năm, mà nếu mà những cái cánh quạt mà quạt máy cô chú anh chị, hoặc là những cái bóng đèn năng lượng đèn LED á, em có thể là chắc em cũng chưa có thể sửa chữa được đâu. Chưa. Mà cái này là chế tạo ra luôn chứ không được phải... được rồi. Khi mà nghe những cái lời của Ẩn chia sẻ thì em Nam cũng rất là háo hức xem cái câu chuyện của ba anh em này như thế nào. Hiện tại lúc này á, Nhật Nam và Ẩn đang có mặt ở một khu vực, một cánh đồng, một cái rừng cây ăn trái. Và đây là nơi mà ba cháu hiện tại đang ở, gọi là nương nhờ, tạm nhờ hả Ẩn? Tạm nhờ, ở đất này của ông chủ ở Sài Gòn. Rồi ông chủ đó là thuê hay sao Ẩn? Ông chủ đó là người ta thương, người ta cho ở, rồi người ta về Sài Gòn. Nhưng mà đất ở đây thì ba cháu nhỏ này sẽ nói ngay là có người gì, người cô ruột. Cô ruột thì... Cu mang về đây ở cùng để trông coi giữ vườn cho người ta. Nếu mà không giữ vườn thì những cái cây ăn quả này sẽ bị tan qua. Hiểu rồi, có nghĩa là cô ruột thì về đây giữ vườn, còn ba cháu lúc này là nương nhờ cô ruột để là sống cái cuộc sống qua ngày qua tháng. Kè mấy cháu ở phía bên trước kìa cả nhà. Quý không biết đang làm gì á. Quý vị khán giả có thấy cái cảnh làng quê ở khu vực này như thế nào, hãy để lại bình luận phía bên dưới. Em nghĩ là không có cái khu vực nào mà nó lại đẹp mà nó tuyệt vời như là ở những cái cánh đồng, những cái làng quê cả nhà. Nó đem tới một cái không khí gọi là
thư giãn thoải mái. Thì quý vị khán giả, hiện tại em đang dẫn Việt Nam đi ra tìm mấy cháu nhỏ. Mấy cháu nhỏ thấy bắt đầu vui mừng. Thì theo như cái nét nhìn ban đầu của Nam á, từ xa Nam có thể phân biệt được đứa nào là anh, đứa nào là em không? Ơi, cái cô nhỏ nhất là em chứ ai. Vậy là cái cô áo đen là em đúng không? À, theo lời chia sẻ của Nam thì giống như những người nghe, lần đầu tiên nhìn á, sẽ không phân biệt được, cũng có chung một cái câu trả lời giống như Nam. Đây nè, anh này là anh em nè chứ gì? Không không, anh áo đen nhỏ xíu này là người anh á. À, vì lý do là bị thần kinh và cái khả năng phát triển nên em rất là nhỏ. À, mấy anh em làm gì đây vậy? Trời. Wow. Coi, từ từ. Nhìn cái cặp bánh, nhìn nổi da gà luôn cô chú anh chị. Cái cặp bánh này. Thương. Đây. Liếc chú ơi. Đây là cậu này, là cậu này tên gì? Ẩn hả? Cậu này là cậu Thương. Và đây là cậu bé mà quý vị biết là thứ ba. Thứ hai, tới anh thứ ba là anh này. Anh ba đi đâu hả? Anh đó, anh hai đó. Anh hai đi đâu vậy? Anh hai! Kha! Thì cô chú anh chị, em cũng đã sẵn đây, khán giả của Việt Nam em sẽ nói cho biết. Cái anh thứ hai đó là cái anh rất là sợ camera. Anh đó hả? Thấy mà mỗi lần em vô em thăm á, là em mở camera lên là bắt đầu là... Còn Khôi đâu? Bỏ trời. Khôi đây. Ôi, ở đây mát quá. Cái gì? Có cá nè. Tụi con có khi nào bắt cá đây không? Không. Hello Khôi. Chú chào con, vô đây chơi. Đây, vô đây chú hỏi thăm xíu coi. Anh hai vô đây. Cái cậu bé áo đen này có một cái gì đó rất là, em rất là ớn ốc nha cả nhà. Bây giờ anh thứ hai bỏ cái cây xuống đi rồi lại đây chú nói nghe. Kha, tên là Kha. Kha. Kha ơi. Anh hai con Khôi. Dạ. Anh hai con nói anh hai con có nghe không? Dạ, nghe làm gì. Ít nghe lắm hả? Dạ. À, là anh hai muốn làm gì làm hay sao? Dạ đúng rồi chú. À, bây giờ chẳng hạn như chú muốn ba anh em ngồi lại chung với nhau được không? Con có thể sắp xếp được không? Dạ đó, con không biết. Con vậy con cố gắng thử coi. Rồi dạ. Chú nói chuyện chứ. Không. Thì đây là trong ba bé. Bé Khôi này là bé là lanh lẹ, bình thường. Và cái người mà như em dẫn chương trình lo cho hai anh của mình, phải không Kha? Ví dụ như mỗi lần con đi học, con bắt nồi cơm lên nấu cơm đồ này kia, phải không? Chú nói đúng không? Cô, anh này là tên gì? Dạ, tên Thương. Anh tên Thương ha. Con là con Khôi, anh này dạ. Tên Thương, còn anh đó tên Kha. Bây giờ đó, đi, mấy anh em lại ngồi nói chuyện với nhau chút, chú mua bánh cho. Ok không? Lại đây. Ăn bánh không? Kha, ăn bánh không? Dữ giờ. Rồi, mấy anh em ngồi đây đi, chú tâm sự với mấy với Khôi với Kha xíu. Hello Khôi. Dạ con chào chú. Như thế này ha. Thì chú được chú Ẩn và bà con cô bác ở đây giới thiệu về cái hoàn cảnh của Khôi. Dạ. Thì Khôi là Khôi bao nhiêu tuổi? Dạ con năm nay 14. 14 tuổi ha. Con là em út hả? Dạ. À còn đây là anh Thương này là sao? Anh ba. À anh Thương này là anh ba con hả? Dạ. Là anh Thương này bao nhiêu tuổi? Dạ 15. Anh Thương 15 tuổi hả Thương? Ôi 15 tuổi gì có chút xíu rồi trời ơi. Coi cái mặt cái nha. Kha. Có, em là tên Kha đúng không? Đúng không? Anh cả đấy ha. Đi má cho quý vị coi nhân vật chính anh ruột.
Bây giờ Thương bao nhiêu tuổi chứ Thương? Nhỏ. Ok vô trước. Cảm ơn Kha. Ôi, cái cầm mắt của Thương kìa. Thương ơi. Trời, 15 tuổi gì có chi xíu mà trời. Ủa, Thương ăn gì chưa Thương? Ăn cơm rồi. Ăn cơm rồi hả? Nghe chiều có tắm trà chân luôn. Tắm thì có trà chân hả? Ừ. Ăn cơm thì ăn cơm rồi, tắm thì có trà chân. Ừ. Vậy là... Cái gì? Bây giờ một là im lặng, hai là đi vô. Để người lớn ta làm việc chứ. Giờ con muốn gì? Muốn gì chú cho xong rồi đi vô. 20.000, 10 triệu. Cho con 20.000 phải không? Để con làm cái gì? Mua diều thôi. Mua diều hả? Ba trăm rút kệ chú. Ok. Rút kệ chú. Ok. Đó, từ nào giờ không có diều. Ok, vậy mua con diều, cho Tha mua con diều này ha. Cho Tha mua con diều, cảm ơn cô. Ok. Chắc ngồi. Rồi, Kha đi vô để đi chú vô làm việc. Kêu cô ba đi mua diều. Bye bye nha. Rồi, ngon, anh có con diều anh đi vô rồi. Con diều bự hơn cho của anh Kha luôn, chịu không? Chịu. À, bây giờ chú hỏi thăm con xíu coi. Cái tình hình học tập của con ở trên trường như thế nào rồi? Dạ, cũng ổn định bình thường. À, rồi thì mình đi học bằng gì không? Dạ... Dượng ba chở đi. À, Dượng ba hiện tại Khôi đang ở cùng với Dượng ba và cô ba. Dạ. Ở trường học giỏi không cha? Dạ không. Vậy sao nghe chú Ẩn nói là Khôi có thể là sửa chữa điện được vật lý khá cứng hả hay sao? Dạ thì mấy cái đó con làm được chứ. Là mình thích cái nghề điện hay sao? Dạ. Rồi khoảng thời gian bao lâu rồi là mẹ không có về thăm Khôi? Dạ 4 năm mà. Ủa? 3-4 năm rồi chú. 3-4 năm rồi. Dạ. Là không có đi, có đi ngang thăm mấy anh em không? Dạ có đi ngang nhà nhưng mà không có vô chứ. À, con sao con không gặp, con hỏi mẹ vấn đề đó. Dạ anh đó con không có gặp, có cô con gặp. À, rồi mình có trông mẹ về thăm không mà? Cũng có. Mà mẹ cuối cùng mẹ không về. Dạ. À, con có biết là cái tình hình mẹ hiện tại là đang sinh sống ở đâu không? Dạ không. Không biết luôn. Dạ. Chú ơi, đi mua diều luôn đúng không? 20 đi mua diều luôn đúng không? Ừ. Vậy một xíu nữa đi mua, không muốn đi mua liền. Lát nữa đi mua ha. Lát nữa em Khôi dẫn anh Thương đi mua diều ha. Mua ở đâu rồi? Ở chợ nè, ngoài này nè. Không. Vậy thôi, chút ở nhà đi, em Khôi đi mua cho. Chút coi chưa. Ok em Khôi, chút đi mua cho anh ha. Dạ. Mua diều, diều về có mập quá. Ok, mua diều có mập nha. Diều có mập quá sao? Có dây luôn. Có dây. Ok. Mình cũng không biết là mẹ ở đâu, nhưng mà mấy dì biết. Dạ. Mình có muốn là đi ghé thăm mẹ không? Dạ không. Bây giờ mẹ không thăm con thì con đi thăm mẹ. Dạ. Lý do sao mà Thương không muốn đi thăm mẹ? Dạ, mẹ không có nhìn mặt nữa, với lại đi theo người ta nên không có da, không muốn thăm. Nghe chú hỏi nè, trong lòng của con á, khi mà người mẹ của mình đi theo một người khác mà hàng ngày sở dĩ nếu mà đi xa không nói, cái này đi ngang qua trước cửa nhà của mình nữa mà không vô thăm con, lúc này hiện tại con có giận mẹ không, có buồn không? Có buồn nhé. Chứ buồn thôi chứ không giận. Dạ. Đúng rồi, cháu dắt ra xuyên vô trong phòng. Ví dụ đúng. Sau này mẹ con đúng, vô trong phòng, con mẹ lớn con lên trong phòng, rồi mẹ con là cái người sẽ già đi, rồi lúc đó mẹ con sẽ cần đến tụi con, lúc đó con có quay về để rước mẹ mình không? Em không. Tại sao con suy nghĩ điều đó? Dạ tại mẹ để nhiều nhiều con quá nên vậy. Con cũng có biết không, với lại mẹ hiện tại đang ở đâu con không biết.
Con có muốn mẹ về chăm con không thôi? Dạ không. Ví dụ nè, thôi. Ví dụ như mẹ con đang xem được cái bộ phim mà chú đang quay hình con này nè. Dạ. Con có muốn nói gì không? Dạ không. Nói chung là nói gì liên quan về mẹ thì con không biết nói gì hết ha. Dạ. Chứ con không kêu mẹ về là lâu lâu thăm con hả? Ừ. Con không nhớ luôn hả? Dạ. Lúc đầu đi thì con có khóc là không cho mẹ đi rồi cái cũng từ từ cái quen rồi cái không có nhớ luôn. Mà có sanh hận không? Đấy không. Dù gì cũng mẹ mình thế à? Dạ. Vậy là cũng tốt. À, vậy là cũng tốt á Khôi ha. Dạ. Đấy là ai bỏ mình bỏ chứ mình không bỏ ai. Còn lo, còn có sau này có lo được hay không là chưa có hứa. Dạ đúng rồi chị. Quý vị khán giả, mẹ không có về thăm con thì dần dà thì cũng quên đi cái nỗi nhớ cái tình mẫu tử rồi, cũng không còn mong nhớ gì mẹ hết. Dạ. Bây giờ mẹ có em bé mới chưa ta? Dạ có rồi chứ. À là đã có con mới nữa rồi. Dạ. Còn ba người con ở đây rồi rồi sao trời? Đâu con không biết chứ. À, sao ba người con này không chăm mà lại đẻ thêm con nữa trời? Con có biết không? Dạ không. Thôi dù gì là em con đi chăng nữa thì con cũng nên chúc cho em con là được che chở trong vòng tay của mẹ, con sẽ hạnh phúc hơn mấy đứa con. Ha. Dạ. Con có nghĩ như chú nói không? À, không. Dạ cũng có. Vậy thì tốt. Chú Nam nghe nói bà con cô bác ở xung quanh đây đùm đúm để giúp đỡ ăn uống cho ba đứa luôn hả? Dạ. Yeah. Cô bác ở đây cho tụi con nhiều không? Dạ yeah, cũng nhiều. Thường thì cho những cái gì thôi hả? Dạ yeah, cho nước mắm, nước đường, dầu bột ngọt được chứ. Có lúc cho gạo. Còn cái vấn đề sách vở này kia nọ, tiền học của con thì sao? Dạ yeah, đó nhà còn chuyện học thì nhà trường miễn. À, nhà đường miễn học phí ha. Dạ, còn sách vở tự mua. À, vậy cũng đỡ ha. Rồi buổi chiều mấy đứa ra đây chơi cái gì đây như ngoài đây chơi? Dạ, ngồi chơi ngắm cảnh mát. Ngồi ngắm cảnh mát hả? Dạ, ngồi ngắm cảnh với lại gió mát mẻ. À, ê, ê, coi, thường thường đi học quá thôi. Dạ. Là cô ba có cho tiền không? Dạ, có. Sướng vậy trời. Ngày đi học cô ba cho nhiều? À, có lúc có tiền thì cho 20, lúc không có tiền cho 10.000. À, là ngày nào cô ba cũng cho tiền á? Dạ. Cô ba là làm sao với con? Dạ, cô ruột. À, cô ba là cô ruột của con. Rồi buổi chiều là mấy anh em mưa ra đi chơi hả? Dạ. Giờ đi mua diều nha. Ok chưa? Ok. Được rồi, vậy bây giờ vậy ha. Giờ mấy chú cho Khôi với anh. Đây. Chú cho ba anh em đi mua diều, con cầm ha. Dạ, con cảm ơn chú. Ok con. Vậy là con bây giờ hai anh của con á cũng khờ khờ. Thì con đảm nhiệm cái việc là con đi mua diều giúp hai anh của con luôn. Yeah. Với mua cho con một con luôn. Yeah. Để chú Nam vô nhà nói chuyện với cô ba một xíu. Không. Không. Đi mua diều kìa, đi mua diều kìa ha. À, chúc cô ba chở đi hả? Đây, mấy chú cháu mấy anh em mình đi vô trong gặp cô ba xíu. À, giờ hắn về luôn hả hắn ơi? À, bây giờ tôi về. Bây giờ tôi về tại vì có công việc á. Thì không thể đồng hành cùng Nam những câu chuyện chiều nay. Thì Nam có thể bây giờ vô. Cái điều quan trọng là Nam hỏi một cái người cô mà suốt thời gian qua rất là nhiều năm
Đúng rồi. Đã thay cha, không phải lúc cha của bé này mất rồi cô mới chăm sóc, mà lúc đó cha của bé bệnh á là cũng có một phần công sức của cô nuôi, rồi cô thậm chí khi mất á cô phải đi xin hòm, rồi thậm chí là phải trả nợ cho cha của mấy bé này chứ để mắc nợ đó. Nghe thê lương dữ à. Đó, thì cái câu chuyện ồ, phía bên kia có một cái chỗ người ta nuôi yến hay gì á. Hà. Bên đó chắc nhiều yến ha. Vô cái trường qua không? Cái gì, cái gì? Cái gì thôi? Vô nhà cô ba. Đi vô nhà cô ba nè. Ôi ơi, ảnh 15 tuổi rồi đó cả nhà mình. Đi con, đi thôi. Chưa có biết câu chuyện của con. Có sao con kể. Có sao thì mình cứ tâm sự như vậy. Ok, vậy chào bạn ha. Ok. Chào bạn. Rồi, đi. Bạn giúp cho ba bé này, ba bé khổ quá trời khổ. Đi. À, cái nhà này là cái nhà kiểu dạng là cô ba thuê ở đây ha. Cô ba ơi. Cô ba có nhà không? À đây là dưỡng ba. Cô ba không biết đi làm cái gì ạ? À, dạ con chào cô ba ạ. À. Dạ xin chào. À cô ba nay nhiêu tuổi cô ba? À, nay 49 à. À. Con nghe nói là cô ba dưỡng ba hiện tại đang đùm túm nuôi mấy cháu hả? À? Nuôi ba đứa bồ câu nuôi nay 2-3 năm rồi nuôi không có ai nuôi phụ như vậy đó. Ở trên nhà nó trên kia thì giờ bảo bọc xuống đây, tụi tôi cũng ở đây làm mướn đây nè, rồi ở đây rồi đem nó xuống đây nuôi luôn, chứ đâu có ai đâu nuôi phụ. Hai thằng thiển khờ, thằng nhỏ thì đi học, và dưỡng ba nó cũng đưa rước, thấy tạo nghiệp đi xe đạp đi không nổi. Nói vậy rồi đùm bọc nuôi hết ráo ba anh em nó, chứ đâu có anh em ai cũng có tư có phần hết ráo, mà tao không có nuôi phụ, cũng ráng. Dưỡng ba nó cũng bệnh, tôi cũng ráng nuôi tụi nó, còn sức lực thì nuôi, còn với lại nhờ mạnh thường quân đồ này kia giúp đỡ, rồi có ai cho gạo gà rồi tiền bạc rồi cũng cảm ơn mừng chứ vậy thôi, chứ anh em thì không ai giúp đỡ phụ cô ba hết. Dạ. Ủa nhà của mấy cháu là ở gần đây không cô ba? Gần. À, là nhà ở trên Tân Hậu, còn đây là Đức Lập. Là nhà dạng nhà không, nhà ấy, nhà nước cho cái nhà tình thương. Chứ cũng không có nhà cửa gì hết. Rồi ba nó chết, rồi mẹ nó thì bỏ đi theo người ta, rồi cũng không có về thăm con, thăm cái gì hết đó trơn. Dạ. Ba mấy bé mất lâu chưa? Mất nay 2 năm. Dạ. Mới nhện khổ như vậy, cũng ráng, chứ giờ đùm bọc tụi nó nuôi, chứ giờ biết làm sao giờ. Rồi con nghe nói là mẹ đi theo trai là sao cô ba? Thì mẹ nó, hồi đó ba nó cũng còn sống, rồi mẹ nó bỏ đi theo luôn người ta rồi vậy đó. Theo luôn rồi bỏ mấy đứa này hẳn rồi ba nó chết. Chết rồi cái tôi nuôi chứ không có ai nuôi hết đó rồi trơn. À là còn, kiểu dạng như là mẹ của mấy cháu là bỏ đi trước. Bỏ đi trước. Rồi xong rồi ba nó bệnh. Bệnh phổi trắng hay chết. Dạ. Yeah. Vậy rồi tôi đùm bọc tôi nuôi từ nào giờ. Rồi ổ đi theo ta người ta vậy sao nghe nói là ở cũng gần gần ở đây. Gần đây luôn mà đi ngang cách vô nhà cách có mấy chục mét mà không có vô thăm. Đi ngang vậy đó. Nghe ngoài đường ở nhà thì trong xóm, chứ bỏ luôn không có đi vô thăm tụi nó gì ráo rồi trơn. Ồ cái gì kỳ vậy, người lớn mà dù gì cũng người lớn mà mình làm mẹ nữa mà. Bởi sao vậy thiện không có lương tâm người như vậy. Dạ con mới nãy cũng có trao đổi với cháu Khôi về cái vấn đề mẹ này, thì cháu Khôi nói là kiểu dạng là cũng không có hận mà cũng không cần thì đó.
kiểu bỏ luôn vậy rồi giờ kiểu không có cần mấy đứa này, ai chết sống gì ai nuôi nuôi kệ cũng bỏ hết luôn, cũng không bao giờ. Đáng lẽ vậy tiện ghé ngang thăm con nó, ờ chị con em đủ khỏe hả này cái gì cũng không luôn, bỏ luôn vậy. Rồi cũng nghe nói cũng có con khác rồi. Dạ bởi vậy. Vậy là cô ba lùm túm nuôi mấy cháu là trong cái thời gian cũng khá lâu rồi. Lâu rồi, nay 2 năm mấy rồi. Hồi đó thì còn cha nó, thì ở với cha nó, nhưng điều cha nó bệnh đau cũng tay chân tôi lo luôn. Tội nghiệp lắm, đi bệnh viện thì dượng ba nó cũng lo luôn. Cô ba là chị đúng không? Chị ba, chị ba của ba của mấy đứa này. Khổ lắm, ai cho tiền cho gạo gì á, ai điện gọi gì á cũng đi nhận kệ, chứ giờ mình khổ mà ai cho cái gì mình mượn nấy. Dạ. Khổ lắm, giờ không biết kiểu nói làm sao chứ thiệt. Không biết nói làm sao diễn tả hết cái nỗi đúng khổ rồi. Của mình đúng không? Đúng rồi. Thiệt. Có hồi ôm ba đứa này khóc. Nói giờ sao cô ba khổ quá. Mà giờ cũng không biết nói làm sao luôn. Thiệt tại kiểu mình khổ, ai cho mình gì mình mừng. Mừng không lẽ rớt nước mắt luôn, kiểu vậy. Dạ. Đừng có mình nuôi cho tụi nó chứ mình cũng khổ. Mình cũng đi ở nhà người ta ở đây chứ cũng đâu có khá giả gì. Phải khá giả mình về nhà mình ở rồi chứ đâu ở đây. Dạ. Đến đây tại kiểu người ta cho làm ruộng nè. Rồi trồng rau, trồng rác đồ cho tụi nó ăn. Ông xã cũng bệnh cũng không đâu có làm gì ra tiền. Rồi với lại con thấy hai cháu lớn anh của bé Khôi á là thương với Đạt. Thương với Kha. Thương với Kha. Khờ bẩm sinh hồi nhỏ lớn tới giờ. Rồi hồi đó cũng nói chung là tôi cũng nuôi phụ tụi nó từ nhỏ lớn giờ. Khôi hồi đó cũng đi học đi hành rồi tôi cũng lo hầu lớp 1 tới giờ. Khôi quần áo đồ của nó tôi cũng lo. Rồi nhà trường thấy vậy, có hồi nay mấy năm nay nhà trường cũng cho quần áo, không có lấy tiền. Dạ. Mình chỉ lo ăn uống tụi nó thôi. Tính ra nếu mà không có cô ba là không biết làm sao nha Khôi. May mắn là có cô ba tốt, thương con nha. Thương mấy anh em, thương lắm, người ta nó hỏi chứ. Mày mốt mày trả hiếu cho cô ba, mày thương cô ba không? Con thương cô ba lắm. Cô ba lo cho ba em con chứ không có ai lo. Có cô hai với chú Út cũng không ai lo phụ. Thì thôi chứ thấy ai nuôi phụ thì mình cảm ơn, còn không nuôi thì thôi. Dạ. Thì ngày hôm nay con tới đây cũng có cái duyên từ bên phía là Ẩn Hồ Nghĩa. Thì tới gặp gia đình, biết được cái hoàn cảnh của cháu Khôi nhà mình nó cũng khá là éo le. Với lại giờ nó để nó đi chạy trốn rồi cho không có còn cái trách nhiệm làm mẹ nên nó bỏ nó đi vậy. Đó thì ngày hôm nay tới đây cũng là một cái duyên, thì rất là mong cộng đồng trên kênh của Nhật Nam TV có thể giúp được cho cái hoàn cảnh của cháu Khôi. Bên cạnh đó nãy giờ thì quý vị khán giả cũng thấy được cái nỗi lòng của cô ba, một cái người hiện tại đang đùm túm nâng niu chăm chút cho ba cháu. Và đặc biệt trong đó thì chỉ có một bé Khôi là tỉnh thôi. Còn hai người anh của Khôi á thì bị thần kinh cả nhà. Nếu mà quý vị khán giả giang tay giúp được cái hoàn cảnh này thì đó là một cái điều khá là tuyệt vời trên kênh của Nhật Nam TV. Cảm ơn quý vị khán giả. Và thưa cô ba như thế này ha. Ngày hôm nay tới đây thì con cũng có một cái phần quà từ bên phía là cô chú anh chị Mạnh Thường Quân gửi hỗ trợ. Mong là có thể là gói ghém giúp đỡ được gì cho cô ba cũng như là cháu Khôi và hai người anh của mình được cái phần nào thì tốt phần đó cô ba ha. Cảm ơn dạ. Mạnh Thường Quân và chứ giờ giúp đỡ như vậy cảm ơn nhiều, chứ giờ cũng không biết nói gì hơn. Dạ vậy thôi con gửi cái phần tiền Mạnh Thường Quân 1 triệu của bên phía là anh Hoàng Lê hỗ trợ cho cái hoàn cảnh của mấy cháu nha cô ba. Cô ba giữ giúp con. Xin cảm ơn anh Hoàng Lê có giúp đỡ cho ba cháu, rất cảm ơn nhiều. Dạ vâng, vậy con cũng xin phép là chào cô ba ha. Dạ, con chào Dương ba ha. Dạ, chào. Chú chào con ha. Dạ, con có gửi lời gì tới quý bà con không con? Dạ con cảm ơn. Dạ ông bà cô chú ha, con cảm ơn ông bà cô chú ha. Gắng học nha Khôi ha.
Ok. Và thưa quý vị khán giả thân mến, thì Nhật Nam cũng sẽ là kết thúc cái đoạn video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả ở những chương trình khác trên kênh. Vâng, rất là cảm ơn quý vị khán giả đã ghé ủng hộ shop của Nhật Nam TV. Đây là những cái sản phẩm trên kênh Nhật Nam TV có bán. Đầu tiên thì phải nói tới là cái sản phẩm nước cốt nhào, cực kỳ rất là hiệu quả nha cả nhà. Trị đau nhức, nhức mỏi, xương khớp, huyết áp cao, mất ngủ. Bên cạnh đó thì đây là cái sản phẩm mật ong rừng xịn 100%, có ga nha cả nhà mình ơi. Thì đây là chai nửa lít. Bên cạnh đó thì có chai 1 lít nữa nè cả nhà. Đây. Rồi tiếp theo thì có bột ngải đen và bột ngải chống độc. Đây là một cái sản phẩm hiện tại đang bán rất là chạy trên kênh của Nhật Nam TV cả nhà. Có hũ nhỏ nè. Hũ này là 250g. Bên cạnh đó thì có hũ này là 100g. Rồi có cái loại này thì 450g, đủ mọi nhu cầu yêu cầu của quý vị khán giả sử dụng. Cái bột ngải đen và bột ngải chống độc này á thì nó rất là hiệu quả trong cái vấn đề là kháng viêm, tiêu bú nha cả nhà mình ơi. Bên cạnh đó thì nó còn lưu thông đường huyết và điều hòa huyết áp. Tiếp theo thì bên kênh có bán tinh bột ngải đen. Đây là một loại sản phẩm cực kỳ hiệu quả đối với những cái người bệnh đường ruột, và đặc biệt đối với chị em phụ nữ muốn đẹp da. Bên cạnh đó nó còn hỗ trợ điều trị chống ung thư và các vấn đề liên quan tới đường ruột, hỗ trợ giảm đau, kháng viêm, vấn đề liên quan tới xương khớp luôn nha cả nhà mình ơi. Lưu ý, đây không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc nha cả nhà mình ơi. Và nếu mà quý vị khán giả cần thì bên Nhật Nam TV cũng có món tinh bột nghệ đỏ nha cả nhà. Khi mà nói tới tinh bột nghệ thì quý vị khán giả cũng biết là nó cực kỳ hiệu quả, đặc biệt trong cái vấn đề là đường ruột nè cả nhà, và làm đẹp da. Và những cái sản phẩm này đều có thể sử dụng phối chung với mật ong rừng xịn bên Nhật Nam TV. Rất là mong được sự hỗ trợ của quý vị khán giả bằng những cái lượt mua hàng. Cảm ơn quý vị khán giả.